Cảng Liên Chiểu có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương, cũng như vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong tương lai. Ngay sau khi khởi công vào cuối năm ngoái, chủ đầu tư dự án Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đã đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, tăng cường thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra của năm 2023. Theo cam kết, trong năm nay, liên danh nhà thầu quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% số vốn đã bố trí cho dự án. Khối lượng xây lắp hoàn thành tương ứng đạt 632 tỷ đồng. Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết vấn đề về nguồn cung ứng vật liệu đang là khó khăn lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài cái sự chủ động tích cực của Ban Quản lý nhà thầu đối với lại các cái nguồn vật liệu của thành phố, thì chúng tôi cũng chủ động phối hợp với lại các cái địa phương lân cận Quảng Nam, Quảng Ngãi để chủ động cái nguồn vật liệu, tranh thủ cái điều kiện thời tiết từ nay đến tháng 9 là tập trung cao độ để triển khai cái phần ngầm dưới mặt biển để đảm bảo trước mùa mưa là toàn bộ các cái phần ngầm sẽ được đưa lên mặt nước và bảo vệ cái an toàn cho công trình trước mùa mưa bão. Đối với hạng mục đê chắn sóng, đơn vị thi công đã tiến hành đúc hơn 400 trên tổng 10.000 khối Laguna phá sóng theo bản quyền công nghệ và tiêu chuẩn của Nhật Bản. Thiết bị nhân lực được bố trí ở 4 mũi thi công hiện đang được tăng cường tối đa. Và đến thời điểm hiện tại thì trên công trường có khoảng 100 cái máy móc thiết bị và khoảng 150 cán bộ công nhân viên của các đơn vị thi công đang tập trung nỗ lực để thi công đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án. Theo kế hoạch, trong năm 2023, hạ tầng phần dùng chung của dự án cảng Liên Chiểu sẽ hoàn thành khoảng 80% hạng mục đường giao thông. Hạng mục đê chắn sóng hoàn thành khoảng 30% khối lượng thay móng đê và 20% thi công đê, hoàn thành thi công bãi chứa vật chất nạo vét. Trong định hướng đến năm 2030, cảng Liên Chiểu sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng loại 1. Cảng có khu bến container 114 ha, khu bến tổng hợp 58 ha tiếp nhận tàu container. Tổng hợp có trọng tải 100.000 deadweight, sức chở từ 6.000 cho đến 8.000 TEU, lên đến 200.000 deadweight, sức chở 18.000 TEU.